Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Hóng Nghe Minh. Và chúng ta tiếp tục với Track Simulator Ultimate của Yuga bản update V1.1.4, bản update mới nhất sau Tết Dương âm lịch nhá. Rồi, thì ở cái bản update này thì chúng ta có một cái tính năng mới mà rất nhiều các bạn thích. Đó chính là tính năng mua xe lướt, mua xe cũ. Đó. Thực sự thì việc mua xe cũ, xe lướt nó có rẻ hơn không thì các bạn phải cân đối nhá. Nhiều khi là chúng ta mua xe nhưng mà khi quay ra quay lại thì xe nó cũng không rẻ hơn là xe mới. Nhưng mà đấy là với thực tế ngoài đời. Còn trong game thì xe nó chẳng bao giờ nó hỏng đâu, thì các bạn mua cứ phang xe cũ cho mình là ngon bổ rẻ. Ok. Rồi. Cũng một điều khá là đáng tiếc ở sau bản update 1.1.1, tức là quanh đi khoảng 4 bản ấy, thì mình bị lỗi là không mua được xe mới. Đó, khá là cay đấy, mình chưa tìm cách fix được, không biết làm sao để fix được cái lỗi đó. Đây này, anh em vào đây này, vào Gana này. Cái tính năng mua xe cũ thì nó ở trong phần Gana này, nó ở phần User Track Market ở phần góc thứ tư này này. Đây phần này, chỉ là phần này. Khi các bạn bấm vào thì nó sẽ ra số lượng xe đang giao dịch ở trên sàn này. Đó. Còn nếu mà mua xe các bạn back lại này, nó lùi lùi lại. Để mua xe bình thường các bạn, nếu mà những account của bạn không làm sao, các bạn ấn vào Euro này thì nó sẽ ra một cái list các cái xe ở châu Âu. Ấn vào phần xe Mỹ thì nó ra các list xe Mỹ ở mua. Ở đây của mình nó bị lỗi, nó không mua được, chưa fix được. Cày ơi là cày, mẹ thương dù cả. Rồi. Rồi, trong video ngày nay thì mình sẽ giới thiệu qua về cái tính năng là đấu giá xe như thế nào nhá. Rồi, vào lại. Các bạn vào User Gara này, vào User Track Market, ấn vào đây. Đây, nó bán là 23939, tức là có một xe vừa bán rồi. Thì chúng ta nó sẽ có là hai phần thôi, phần mua và phần bán. Đó. Ở cái phần này chính là cái phần mà các xe đang bán ở trên cái sàn đấy, gọi là trên các sàn tre này. Đây này, ví dụ như là nhìn con gần nhất là con DXF 2010, thì con này được chào giá khởi điểm là 210, và sau khi hết giờ khoảng 1 tiếng thì con này được bán với giá là 344k nhá. Như vậy đắt được gấp đôi đấy các bạn. Rồi, đây mình sẽ lướt qua một số các xe được bán trên này nha. Đấy, con 510 bây giờ đắt đấy. Rồi Volvo rất nhiều. R6 này, con đấy mới này. Mình đang muốn mua con Cascada nhưng mà không biết có ai bán không. Cascada không có anh ạ. Đấy, xe đi nhiều lắm. Rất nhiều. Đấy, con Euro 6 này bán nhiều này. Đó. Đây, mình sẽ đặt một con Casca nhá, nhưng mà đang không đủ tiền anh em. Không đủ tiền mua con Casca, cay ơi là cay. Bây giờ phải làm thế nào? Đây, mình rất muốn mua con Cascadia này. Mình thiếu mất 10.000 nữa anh ạ. Không mua được. Đó. Cái thế, không đủ tiền. Con này còn đắt hơn này, 636 này. Đấy, dưới còn rất nhiều xe nữa. Bây giờ nói chung là xe của mình bán thì nó sẽ vào đây nhá. Ở đây mình sẽ tìm một con để đặt mua nhá. Đây, ví dụ đây mình đang đặt mua là hai con này, là con khi mà mua rồi mình sẽ không rút được tiền lại đâu, thế mới cú. Đấy, mình đang đặt mua con XF này. Còn với bán xe thì sao? Bán xe thì các bạn vào đây này, các bạn vào lại phần gara bách lại này, các bạn vào máy chắc này, rồi các bạn chọn một xe, ví dụ mình họa bán xe nhá, ví dụ con này bán này, các bạn vào con này đang bán rồi,
kéo dưới này. Đây còn hẹn bán đi. Các bạn chọn sell này. Rồi, sau khi chọn sell rồi các bạn sẽ chọn mức giá để đặt đây. Bây giờ thì nó không bán thẳng ở xe mà nó phải đấu giá, thế mới đều. Nó lại khó hơn thế. Đây con này sẽ để maximum bao nhiêu? Maximum con này bán là 147k. Bạn xem. Rồi, thì cái sàn này nó sẽ báo là chúng ta sẽ mất 10% nếu mà các bạn bán được xe. Tức là nếu bán được thì chúng ta mất 10%. Ví dụ xe này 147k đúng không? Các bạn sẽ mất 14.000. Đó, như vậy là chúng ta sẽ bán được là 130 mấy nghìn đấy. Thu về 130 mấy nghìn. Còn số tiền kia thì sàn nó thịt mẹ của mình. Nó bán một con. Đấy. Còn mua thì đơn giản thôi, mua các bạn vào search này. Đấy. Bây giờ mình mua thử một con nhá. Thực ra là không muốn mua Cascadia cơ nhưng mà nó cao quá, không mua được anh em. 656 không đủ tiền. Rồi, sau khi bơm được ít tiền thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt con Cascadia nhá. Rồi, có khi bây giờ vào đặt được con rẻ hơn đi. Tại vì con gần này thì giá nó sẽ cao hơn như cái con ở dưới. Mình đã có 656 rồi. Tìm lại con Cascadia. Bây giờ lên tới 796 rồi anh em ạ. Mình mua được nó rồi. Con này 696, sao đủ tiền mua? Để tôi kéo xuống dưới xem còn đủ không. 696 thì mình sẽ không đủ tiền mua. Sáu là mình đạt được này. Kéo xuống dưới xem có con nào rẻ hơn không. 636 là con rẻ nhất à. Đây mình sẽ đặt con 636 nhá. Cũng Cascadia. Đây. Đó. Rồi sau khi đặt xong thì đây mình sẽ giới thiệu qua một chút cái thể lệ đấu này. Mỗi một xe thì sẽ được đấu trong vòng 59 phút, là 1 tiếng đồng hồ. Và giá khởi điểm của nó là sẽ là giá sàn, là giá trần, à cái giá tham chiếu là 597 này. Thì những người sau sẽ trả vào nó sẽ cao hơn, nó tự động đẩy giá, mình không phải trả, nó sẽ tự động ra mức giá. Đấy, ví dụ như con Cascadia này thì mức giá của mình đang trả là cao nhất. Đấy, mẹ vừa thằng vói xong, có thằng đã trả 676 rồi. Có thằng đã trả 676 rồi anh em ạ. Đấy, mới cay chứ. Đó. Nhưng mà mình không phải là người trả giá cao nhất nữa rồi. Đó. Thì đây, những chiếc xe đấu các bạn vào đây. Đó. Ngay cả như là con DFA thì mình cũng không đấu nữa rồi. Đấy, nó hoàn tiền lại cho mình hết rồi này. Đó. Đấy. Cay không? Giờ mua không mua được anh em. Rồi. Mình tiếp tục đặt con Cascadia vòng nữa. Tiền về mà. Đây. Ví dụ như con Cascadia này của mình thì mình không... À, hai con DFA này mình không mua được. Có thằng nó trả cao hơn rồi. Đây, mình chỉ có mỗi con Cascadia này là mình đang trả giá cao nhất. Đó. Còn những xe mình bán thì ở đây. À đâu, cái phần dưới này những chiếc xe mình đã giao dịch thành công, tức là mình mua được hay là mình trả giá được. Đây mình đang có 5 phiên. Cả bán cả mua này. Rồi. Đó. Mình còn 455 có khi mình mua được con mình đấu giá một con 510 con DFA này nhá. Bộ thử con DFA 510 Euro 6 này nhá. Mình chưa có con đấy.
kéo xuống dưới này. Đây, ví dụ con này đang là 498 thì mình không có tiền mua rồi. Mình đang có 455 thôi, không có tiền mua con đấy. Mình đã chơi cái này cũng mệt phết này. Đây, ví dụ con này 448 thì mình cũng không mua được. À, 448 vừa lúc. Rồi, mình sẽ đặt một con đế bạ nữa này. Là hết tiền luôn anh ạ, trắng tay luôn. Không còn đồng nào. Đây, mình đang đặt hai con này. Đó. Như vậy sau khoảng 1 tiếng mới có kết quả cơ. Như vậy sau khoảng tầm 20 phút mình mới phát hiện ra là cái đấu giá này nó có những cái mà khá là bất cập. Đây, ví dụ vài phần gala này. Rồi, thì nó sẽ báo ở đây. Lúc đấy là mình có là bán 2 xe, bán 3 xe thì phải, và mua 2 xe. Thì những cái chiếc xe mình mua mình không mua được anh em. Chiếc xe mình mua thì đây phần này cơ. Đây những cái này là mình không mua được luôn. Xe led. Có những chiếc xe mình bán thì không ai mua, những chiếc xe mình mua thì không mua được, có những chiếc xe mình bán thì không thể nào bán được. Thế mới đều. Đây còn hai cái xe này thì mình không mua được luôn. Đó. Đây mình bán 3 xe thì 2 xe không bán được. Còn 2 xe mua thì không mua được. Và đây là nhiều bạn rất là mong cái tính năng này, nhưng mà thật sự thì để mua được xe rẻ ở trong này thì thật sự rất là khó rồi anh em. Không mua được đâu, không mua được giá rẻ đâu, chỉ mua được giá cao thôi. Tức là có một kinh nghiệm là anh em ở đây này. Kinh nghiệm như này thì anh em muốn mua ấy, chúng ta đợi sát cái giờ mà hết giá thì chúng ta đặt mua. Ví dụ như những cái chiếc xe này này, đây ví dụ như con Cascada này, con 5 phút này, thì chúng ta sát giờ đấy chúng ta mua thì may ra mới xúc được, còn không thì thật sự là rất là khó luôn. Anh em cần đến gần khoảng 2 phút cuối thì anh em vào xúc đó. Mày là mua được nhá. Mà cũng có kiểu mình rất là khó chịu là ở những chiếc xe mình muốn hủy thì không thể nào hủy được. Không hủy được thì làm sao mà. Đây này. Rồi. Mình đặt tiền vào rồi nhưng mình không thể nào rút được tiền ra. Đấy, nó cũng là một cái là mình không thích lắm. Bây giờ mình chỉ có thể bơm thêm tiền vào thôi. Rồi, tình hình là mình sẽ thử đấu giá cái con Cascadia này. Nó khoảng là 2 phút nữa, các bạn theo dõi nhá. Đó. Mình sẽ trong vòng 2 phút mình sẽ đấu giá lấy con Cascadia này. Đó. Còn 1 phút. Rồi, tính chỉ còn hơn 1 phút nữa thôi, 1 phút 39 giây nữa thì xem có đấu được cái con Cascadia này. Giá của nó đang 796 nhá. Rồi, tính ra chỉ có 1 phút nữa thôi.
chúng ta hãy chờ một phút này để xem mình có đấu giá được không nhá. Đang 7:96 này, một phút rồi, 59 giây, mình sẽ đợi đúng 10 giây cuối quý đặt. Đó, hình như là xe nó không thấy nhảy giá luôn anh ạ, không thấy nhảy giá luôn, khả năng mình mua được con này rồi. Các bạn theo dõi một phút cuối nhá. Ba mươi chín giây nữa, xe vẫn chưa nhảy giá, mình sẽ đợi đúng 10 giây cuối mới đặt. Còn 33 giây nữa, hồi hộp phết. Tính ra nếu mình đặt giá này, nó xe con này xưa phải 800 đấy anh em, không biết có rẻ hơn không, nhưng mà còn 10 giây nữa thôi, mình đợi đúng 10 giây. Ba giây cuối rồi, như vậy mình đã đấu giá thành công trước Cascadia Fighter với giá là 796, không biết có hời hay không, nhưng mà thôi phải chờ đây anh em ạ, căn cũng mệt vậy đấy. Đây nha, mình xem mặt bằng chung của con Cascadia này nhá, xem là đang bao nhiêu à. Mình đang không thấy con Cascadia bán ở trong này. Rồi, chưa thấy con Cascadia nào. Đấy, đây, đây, có Cascadia này. Con này đang bán giá là 716 này, mà còn 32 phút nữa, 716. Mình mua là 796 thì không biết có rẻ hơn không anh em. Đây có con 676 này. Rồi, coi như là mình đã đấu giá xong một con cho anh em xem nhá. Rồi bây giờ muốn lấy xe thì anh em vẫn ấn vào bên này. Rồi, ở phần này xem nó báo gì nhỉ. Ồ, như vậy là mình không có cái đấu giá nào nữa. Tại vì những chiếc xe mà sau khi mình bán xong ấy thì mình sẽ ấn vào để hoàn tiền về. Còn những cái chiếc xe nào mình không mua được ấy thì nó cũng sẽ tự mất. À không, mình cũng phải ấn nút để hoàn tiền nhá. Có những xe nào mà không, xe mình bán ý, không được thì ấn vào thì nó sẽ hoàn về gara. Đó, đây thì không có xe nào bán nữa, mình hủy hết rồi. Rồi bây giờ nhận chiếc Cascadia này nhá. Ok, mình bị đơ lại đây, không thấy phản ứng gì à. Đơ thì nhắc là nhỉ. Đây, mình ấn vào đây lấy xe về xem nào. Chết mẹ rồi, nó lấy xe về luôn. Nó lấy được xe về luôn này, cay không? Không lấy được xe về, tổ cho nó. Game nó lỗi nhiều lắm. Bây giờ mình đã không lấy cái xe này về, mình đang bách lại nhá. Mình không biết thế nào này. Vào gara, không biết đã lấy được xe về chưa. Đây nó vẫn báo đây nhưng mình không thể lấy được xe về. Cay ơi là cay anh em ơi, không lấy được xe về. Ok, hôm nay ngày hôm nay thì mình giới thiệu qua cho anh em một chút về tính năng đấu giá của cái Truck Simulator Ultimate. Tất nhiên là game này thì nó vẫn đang phát triển nên là sẽ có rất nhiều tính năng bị lỗi, rất nhiều lỗi luôn. Rồi một lần nữa cả các bạn đã theo dõi. Hôm nào thì lấy được cái xe này thì mình sẽ làm review về con Cascadia nhá. Ở cái garage của mình thì chưa có xe này. Ok, xin chào, gặp lại.